mà chúng ta từng được bên nhau anh nhớ. Sau 3 năm đi Nhật, ngày trở về nước, cô gái khóc cạn nước mắt khi biết người yêu mình sắp lấy vợ. Ngày chị bay, anh nắm tay rồi hứa với nhau không biết chuyện, hứa rằng ngày trở về sẽ mang trầu câu sang nhà rước chị về dinh. Thế nhưng cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ, cô gái nơi xứ lạ quê người vẫn một lòng một dạ sắt son, tự gieo thương nhớ, tự ôm hy vọng. Sau 3 năm đem theo niềm phấn khởi sẽ cùng người mình yêu răng long đầu bạc trở về quê hương. Cô gái đã như chết lịm trong tim khi hay tin anh người yêu sắp lập gia đình. Chỉ có điều cô dâu ấy không phải là cô. Hy vọng nhiều, đau thương nhiều. Cô gái chỉ đành lấy nước mắt rửa mặt. Thoa mộng một chút lên mộng nhưng xót xa. Thôi như chúng ta đành đành lướt qua nhau như phim đàn. Ngày này qua ngày khác, nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng không khỏi xót xa cho số phận trớ trêu của cô gái. Một số người lại vô cùng đồng cảm vì ít nhiều cũng đã từng khóc cạn nước mắt chỉ vì quá tin vào những lời hứa hẹn của người yêu. Hầu hết mọi người đều khuyên rằng những lúc như thế này nên để cho cô gái không gian riêng tư để bình tâm hơn. Một vài bình luận khác được mọi người chia sẻ lại. Có những chuyện không thành là do ông trời đang giúp mình, cố gắng lên, chị sẽ gặp được người tốt hơn. Yêu hết lòng, thương hết dạ, để rồi 3 phần hận, 7 phần thương. Lòng dạ con người khó đoán lắm em ơi, người bên cạnh mỗi ngày mà còn thay lòng đổi dạ, huống chi ở xa xôi cách trở phương trời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.